ta chẩn đoán về rối loạn nhịp, thứ ba là điều trị rối loạn nhịp chậm, rồi điều trị rối loạn nhịp nhanh và điều trị ngoại tâm thu. Thì như mấy em đã biết, loạn nhịp là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Ví dụ một bệnh nhân đi vô bệnh viện đi đột tử hoặc là ngưng tim ngoại viện, thì khi tới bệnh viện thì thường chúng ta nghĩ bệnh nhân tới đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim, chứ ít khi nào nghĩ bệnh nhân tới rối loạn nhịp. Nhưng mà ngày nay rối loạn nhịp là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu, đặc biệt là tử vong sau nhồi máu cơ tim. Thì mấy em thấy nè, cái tỷ lệ mà bệnh nhân rối loạn nhịp và tử vong sau nhồi máu cơ tim chiếm đến khoảng 30%. Trong khi đó những cái rối loạn, những cái bệnh lý khác, ví dụ như bệnh nhân ngưng tim thì khoảng 25%, bệnh nhân suy tim có ép dưới 30% thì khoảng 15%. Đây là những cái tỷ lệ mà xuất hiện rối loạn nhịp ở tất cả các bệnh lý. Thì chúng ta thấy rằng là khi một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tử vong trong nội viện cũng như là ngoại viện, thì chúng ta rất xác định khó xác định được nguyên nhân. Ví dụ như một cái nhát ngoại tâm thu nào đó gơ lên sống tê làm rối loạn nhịp thất, nguy hiểm, bệnh nhân sẽ tử vong. Nhưng khi bệnh nhân tử vong rồi thì chúng ta không có một cái bằng chứng nào để xác định cái nguyên nhân gây tử vong là rối loạn nhịp thất, cho nên rất là khó. Vì vậy mà trong quá trình thực hành lâm sàng thì chúng ta cần phải chẩn đoán trước sớm và điều trị triệt để, chứ không thôi là cái tỷ lệ tử vong cũng rất là cao. Nói về rối loạn nhịp thì ngày nay có rất là nhiều cái thiết bị, trong đó là máy tạo nhịp nè, máy phá rung nè, tạo nhịp ngày nay người ta tạo nhịp luôn cả bó hít, tạo nhịp bó nhắn. Thì đây là một trong những cái phát triển mới trong y học về điều trị rối loạn nhịp. Mà thông thường thì các bạn thấy là đặt máy tạo nhịp tim là chúng ta thấy cái tỷ lệ đặt cao nhất, còn máy phá rung ICD thì ít hơn, cũng như là tiến bộ ngày nay người ta đặt máy tạo nhịp ta. Và ngày nay phần lớn bệnh nhân vào bệnh viện người ta đặt máy tạo nhịp hai buồng. Và sớm nhất ở Việt Nam thì một số cái bệnh viện gần đây nhất người ta tạo nhịp luôn cả bó hít. Đây là một trong những kỹ thuật mới và khó. Về cơ sở điện sinh lý thì chúng ta thấy rằng là dựa vào các cơ chế của các pha về điện sinh lý mà chúng ta có thuốc tác động lên từng kênh, từng pha riêng lẻ. Ví dụ như mấy em thấy pha không là trên màn hình, thì cái pha này thì natri đi vào, pha 1 thì kali đi ra, pha 2 thì canxi đi vào, pha 3 thì kali đi ra, còn pha 4 là giai đoạn tế bào nghỉ. Thì dựa vào các pha này, các giai đoạn này thì người ta sẽ xếp theo từng cái nhóm thuốc theo cơ chế tác động. Ví dụ nhóm 1A là cái nhóm làm ức chế kênh natri, thì chúng ta thấy là nó sẽ làm kéo dài thời gian điện thế hoạt động. Thì cái thuốc mà chúng ta thấy trong viện thì có pin là gặp nhiều. Cái thứ hai là nhóm 1B. Nhóm 1B là nhóm ức chế kênh natri làm ngắn thời gian điện thế hoạt động. Thì cái nhóm 1B này một số thuốc mà các bạn thấy đó là lidocaine. Lidocaine thì gặp nhiều, còn mesylatin đó là mesylethylene đó, thì ngày nay tôi cũng ít thấy trên thị trường, khoảng mấy năm trở lại đây thì không thấy nữa. Nhóm 1C á, là cái nhóm ức chế kênh natri không làm thay đổi thời gian điện thế hoạt động, bao gồm những cái thuốc như là cái thuốc mà mình ngày nay mình cũng gặp nhưng mà ít á, đó là Reganit á, cái viên 100mg thấy trên thị trường, nên thấy thuốc này là thường của Pháp. Rồi cái phân nhóm 2. Nhóm 2 thì là ức chế beta. Chế beta thì dễ, rất là nhiều. Hiện nay trên thị trường có cái hậu tố Olon phía sau đó, đó là ức chế beta. Về phân loại nhóm 3 thì ức chế kênh kali kéo dài thời gian hoạt động. Thì chúng ta thấy là cái thuốc mà mấy em gặp nhiều nhất đó là aminodarone, tên thương mại ngoài là cortarone là chúng ta gặp nhiều nhất. Một số ít chúng ta gặp sotalon, còn những thuốc khác thì ít gặp hơn. Cái nào gặp nhiều tôi nhấn mạnh nha, cho mấy em dễ nhớ, khu trú. Kế tiếp là phân loại nhóm 4. Nhóm 4 là nhóm ức chế kênh canxi TNL, tức là nhóm canxi ức chế kênh canxi nhóm 5 dihydroribidin á.
bao gồm verapamil, diltiazem. Ngày nay người ta còn xếp những cái nhóm khác, ví dụ như nhóm tác dụng của adenosine trong các cơn nhịp nhanh kịch phát trên thận, hoặc là tăng trương lực phó giao cảm như là thuốc digoxin trong suy tim, hoặc là kiểm soát tần số thất trong trung nhĩ, hoặc là cái thuốc mới gần đây mà chúng ta thấy rằng là để khuyến cáo điều trị suy tim, đó là thuốc kích ức chế kênh F, ivalardin. Đây là những cái nhóm thuốc cơ bản dựa vào cơ sở điện sinh lý, cơ chế tác động để ta phân ra. Về phân rối loạn nhịp, phân rối loạn nhịp thì mấy em thấy rằng là phân loại rối loạn nhịp dựa theo điện sinh lý tế bào, như là rối loạn xung động và dẫn truyền, hoặc là rối loạn phân loại dựa vào lâm sàng. Lâm sàng ta thấy là nhịp nhanh, rồi nhịp chậm, rồi ngoại tâm thu, rồi tim loạn nhịp hoàn toàn. Đứng về góc độ rối loạn nhịp thì chúng ta thường phân thứ nhất là rối loạn nhịp chậm, rối loạn nhịp nhanh, hoặc là ngoại tâm thu. Trong cái rối loạn nhịp chậm thì mấy em cần lưu ý nè, nhịp chậm xoang hay là block tim, block nhĩ thất á. Trong block nhĩ thất thì chúng ta phân ra block nhĩ thất độ 1, độ 2 và độ 3. Trong block nhĩ thất độ 2 á, mình phân ra là block nhĩ thất độ 2 morbid tip 1 và block nhĩ thất độ 2 morbid tip 2. Rồi đối với rối loạn nhịp nhanh thì chúng ta phân ra thứ nhất là nhịp nhanh nhĩ, rồi nhịp nhanh thất, nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh bộ nối. Đối với nhịp nhanh nhĩ thì chúng ta chú ý hai cái kiểu rối loạn nhịp mà chúng ta gặp nhiều nhất, đó là rung nhĩ và cuồng động nhĩ. Rồi đối với nhịp nhanh thất thì mấy em cần lưu ý là nhanh thất, rồi rung thất, rồi xoắn đỉnh. Đối với ngoại tâm thu thì chúng ta xác định ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu trên thất. Ngoại tâm thu trên thất thì chúng ta phân ra làm hai, một là ngoại tâm thu nhĩ, hai là ngoại tâm thu bộ nối. Thì đây là nguyên tất cả các rối loạn nhịp mà chúng ta cần phải xác định được trên điện tim cũng là monitor hoặc về chẩn đoán thì em chẩn đoán bây giờ lâm sàng rối loạn nhịp thì nó rất là khó. Có nhiều người ta cảm nhận rất là dễ, cho nó ta hồi hộp, đánh trống ngực, mất nhịp, lỗ nhịp. Có nhiều người ta, nhiều bệnh nhân rung nhĩ đã mất rất nhanh luôn. Tôi hỏi bệnh nhân coi có triệu chứng gì không, rất là kỹ hỏi rất là nhiều lần mà bệnh nhân nói là em có triệu chứng gì hết, tôi không có triệu chứng gì hết, tức là rất đa dạng, không điển hình. Cho nên là đôi khi rối loạn nhịp nhanh quá hoặc chậm quá làm giảm cung đường tim, bệnh nhân qua mắt chóng mặt, ù tai hoặc là đau ngực, rất là nhiều dạng khác nhau. Cho nên nói triệu chứng đau ngực thì không có thể nào cố theo đôi khi ngất và tật. Về chẩn đoán rối loạn nhịp thì hiện nay rất là nhiều nguyên nhân, nguyên nhân tại tim là nguyên nhân thì phần đến rối loạn nhịp mình liệt kê ra không biết nào cho hết, rất là nhiều cái hoặc là thuốc, rất là nhiều loại thuốc gây rối loạn nhịp, hoặc là tất cả các bệnh lý khác mà khi bệnh nhân nguy kịch vô toan chuyển hóa thì cũng thường rối loạn nhịp tim. Về chẩn đoán rối loạn nhịp chúng ta dựa vào lâm sàng hồi nãy nói rồi, như khó thở, đau ngực, rối loạn nhịp. Về cận lâm sàng thì chúng ta cần xác định coi bệnh nhân có rối loạn điện giải hay không, chức năng tuyến giáp như thế nào và các cận lâm sàng khác. Ví dụ như chúng ta cần làm siêu âm tim nè, rồi đo điện tim nè, có xét nghiệm di truyền này kia vân vân. Nhưng rối loạn nhịp tiêu chuẩn vàng chúng ta vẫn chẩn đoán đầu tiên dựa vào điện tim. Điện tim là tiêu chuẩn vàng. Ví dụ như bệnh nhân vào viện mấy em nghe bệnh nhân có rối loạn nhịp hoàn toàn thì phần lớn là rung nhĩ, nhưng đây là một trong những cái lỗi mà đi lâm sàng mấy em thường hay gặp làm bệnh án thi á, là mấy em thường hay chẩn đoán rung nhĩ ngay phần chẩn đoán sơ bộ. Ngay phần chẩn đoán sơ bộ chúng ta không được chẩn đoán rung nhĩ, mà thí dụ chúng ta nghe tim rối loạn nhịp hoàn toàn thì chúng ta chẩn đoán rối loạn nhịp hoàn toàn, còn rung nhĩ là rối loạn nhịp thì chúng ta chỉ duy nhất chẩn đoán bằng điện tim. Hay nói tóm lại, tất cả các rối loạn nhịp chúng ta chẩn đoán xác định tiêu chuẩn vàng vẫn là điện tim, chứ không có một cái cận lâm sàng nào thay thế được. Về cách tiếp cận rối loạn nhịp thì ngay từ đầu tôi nói các bạn rồi,
ví dụ như rối loạn nhịp nhanh, rối loạn nhịp chậm. Trong các rối loạn nhịp nhanh á, thì chúng ta cần ra coi là không ổn định hay ổn định, rồi coi coi nhanh xoang hay như thế nào, phân tầng, xác định coi là cái ổ phát nhịp nằm ở đâu. Ví dụ như nhịp nhanh mà phước bộ rộng, nhịp nhanh phước bộ hẹp. Nếu nhịp nhanh phước bộ hẹp là cái ổ phát nhịp nằm trên thất tức là từ cái bó hít trở lên, người ta gọi là trên thất, tức là nhĩ và bộ nói nhị thất, thì rất là nhiều cái rối loạn nhịp nằm ở trên thất làm phước bộ hẹp. Cái nhóm thứ hai là nhịp nhanh mà phước bộ rộng. Nhịp nhanh phước bộ rộng cũng có thể là ổ phát nhịp tại thất, cũng có thể là ổ phát trên thất. Nếu ổ phát nhịp trên thất mà làm phước bộ rộng thì phải kèm theo block nhánh, các em nghe kịp chưa, hoặc là one partition wide. Còn thông thường mà phước bộ giãn rộng thì ổ phát nhịp nằm ở tầng thất, trừ hai trường hợp ổ phát nhịp nằm trên thất mà phước bộ rộng, đó là lóc nhánh và one partition wide. Thì đó là những cái chẩn đoán tiếp cận cái rối loạn, một số cái rối loạn nhịp. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải xác định đúng cái vị trí thì được. Phần lớn đó, nhịp nhanh mà những cái nhịp nhanh trên thất, ví dụ nhịp nhanh kịch phát trên thất là nhịp nhanh nhảy, và đôi khi trên lâm sàng, trên điện tim em rất là khó chẩn đoán, em rất là khó xác định, vì nhịp càng nhanh thì rất là khó. Nếu mà em không có kinh nghiệm thì đọc sẽ khó và xử trí nó sẽ không đúng, cho nên phải cần đọc cho nó kỹ. Đôi khi nó chạy trên monitor đó thì chúng ta thấy cũng không rõ, chúng ta phải cần in ra trên monitoring để chúng ta đọc cho nó kỹ trong quá trình cấp cứu bệnh nhân. Rồi trong quá trình kế tiếp là chúng ta tiếp cận rối loạn nhịp chậm. Rối loạn nhịp chậm cũng vậy, nó khi là tần số tim dưới 60 lần trên phút, thì đó là rối loạn nhịp chậm. Thì ngày nay có một số guideline đã định nghĩa là dưới 55, có một số guideline đó là dưới 50, nhưng mà thông thường tôi dạy các bạn từ xưa từ trước đây tới giờ là khi nhịp tim dưới 60 ta gọi là rối loạn nhịp chậm. Mà rối loạn nhịp chậm thì chúng ta xác định có hai cái nè, một là rối loạn nhịp chậm xoang, hay là block. Mà nếu block hay không thì chúng ta nhìn BR, nếu BR bình thường là không có block thì chúng ta xác định coi nhịp chậm này có phải là nhịp chậm xoang hay là block nhĩ thất hay không. Mà thường là block nhĩ thất cao độ nhịp tim nó chậm, tức là block nhĩ thất độ 2 mô bit tiếp 2 hoặc là block nhĩ thất độ 3, còn block nhĩ thất độ 1 thì ít ảnh hưởng tới cái tần số tim. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải cần coi xác định như hồi nãy cái sơ đồ nãy đó, tức là nếu mà nhịp nhanh trên thất thì chúng ta cũng phải cần coi, nếu phước bộ rộng mà chúng ta phải cần có xác định lóc nhánh hay không. Ngoài ra thì đối với tiếp cận một bệnh nhân có rối loạn nhịp chậm thì chúng ta phải cần hỏi tiền sử bệnh, là thăm khám lâm sàng, rồi chúng ta đo điện tim và siêu âm tim. Rồi đây là những khuyến cáo của EC, tức là hội tim mạch châu Âu, có thể là nhịp chậm xoang hoặc là block á. Về điều trị rối loạn nhịp chậm thì đầu tiên chúng ta điều trị rối loạn nhịp chậm xoang. Thì đứng trước một bệnh nhân nhịp chậm thì lúc nào chúng ta cũng câu đầu tiên chúng ta phải hỏi bệnh nhân là bệnh nhân có đang sử dụng thuốc nào làm nhịp tim chậm hay không, bệnh nhân có đang sử dụng thuốc ức chế beta hay không, và có đang sử dụng diazepam hoặc là verapamil hay không, digoxin hay không, vân vân. Hoặc là những người có hoạt động gắng sức kéo dài cũng làm nhịp tim chậm. Nếu mà chúng ta tìm các nguyên nhân không không xác định được nguyên nhân làm nhịp tim chậm thì chúng ta thấy rằng là mình phải điều trị bằng thuốc. Ví dụ như bệnh nhân mà có rối loạn thường đó thì bệnh nhân sử dụng chất ức chế beta và ức chế kênh canxi thì mấy em sẽ thấy gặp nhiều nhất làm rối loạn nhịp chậm. Hoặc là bệnh nhân ngược lại, một bệnh nhân có rối loạn nhịp nhanh thì chúng ta sẽ điều trị những cái thuốc thông thường nhất, đó là ức chế beta hoặc là ức chế kênh canxi. Về điều trị trong cấp cứu thì nếu mà nhịp tim chậm mà phước bộ hẹp, hay nói cách khác là nhịp tim chậm mà ổ phát nhịp nằm ở đáy tim, tức là nằm phần trên á, thì chúng ta sẽ sử dụng atropine. Mấy em sử dụng liều 0,5 cho tới 1 mg tim tĩnh mạch, có thể lặp lại 3 đến 5 phút.
Và isoprotenone á, cái thuốc này thì ít sử dụng, chủ yếu là atropine. Ngoài ra trong thực hành lâm sàng chúng ta còn sử dụng dopamine nếu nhịp chậm mà có huyết áp hạ đó, thì em có thể sử dụng dopamine. Dopamine nó vừa kích thích beta 1 làm nhịp tim nhanh, nó vừa kích thích cả alpha làm tăng huyết áp. Cho nên á, khi đi lâm sàng em thấy một bệnh nhân có rối loạn nhịp chậm mà kèm theo huyết áp hạ thì chúng ta có thể sử dụng dopamine. Mà dopamine mấy em phải sử dụng từ liều 5 microgram trên kg trên phút trở lên. Tại sao? Tại vì khi mấy em sử dụng liều thấp quá, liều 1, 3 vậy đó, thì những cái liều này nó chỉ kích thích dopaminergic ở thận, nó làm giảm và giãn động mạch thận, nó lợi tiểu chút thôi. Còn sử dụng liều 5 trở lên đôi khi tới liều 20 microgram trên kg trên phút. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng epinephrine, tức là nó adrenaline hoặc adrenaline. Thì trong những trường hợp mà nhịp chậm mà bệnh nhân có hạ huyết áp. Ngoài ra chúng ta còn chỉ định cho bệnh nhân đặt máy tạo nhịp, tạo nhịp tạm thời. Đây là khuyến cáo class 1, class 2A. Hoặc là chuyển sang tạo nhịp vĩnh viễn trong những trường hợp bệnh nhân có hội chứng đốt xoang bệnh lý. Thì đây là cái khuyến cáo. Thì mấy em thấy rằng là trong cái khuyến cáo này thì chủ yếu là class 1 ở bệnh nhân có triệu chứng, tức là hội chứng đốt xoang bệnh lý, ví dụ như suy đốt xoang đó. Thì đây là khuyến cáo loại 1, class 1 đó. Thì chúng ta cần cái máy vĩnh viễn cho bệnh nhân. Ngoài ra mấy cái khác, ví dụ như ở bệnh nhân nhịp chậm xoang có triệu chứng, có thể là kết quả điều trị bắt buộc không thể thay thế bằng thuốc. Ví dụ như mình thấy tiếp cận với loại nhịp chậm, hồi nãy tôi quên nói, tôi chỉ nói với em là các thuốc điều trị cấp cứu, ví dụ như atropine thì kia thôi. Ngoài ra thì khi thấy rối loạn nhịp chậm trên lâm sàng thì chúng ta cần phải sử dụng thuốc uống trước. Thì đôi khi chúng ta sử dụng những cái thuốc kích thích beta giao cảm, ví dụ như chúng ta cho salbutamol hoặc là theophylline. Đây là những thuốc dễ tìm, những thuốc mà em thấy các bác sĩ hô hấp cho để giãn phế quản. Những thuốc này nó kích thích beta 2 giao cảm tại phế quản và nó kích thích luôn beta 1 giao cảm tại tim, cho nên làm nhịp tim nhanh. Kế tiếp là chúng ta điều trị lấp nhĩ thất. Điều trị lúc lấp nhĩ thất thì theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ và Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2018, thì ở bệnh nhân có lấp nhĩ thất thì chúng ta thấy là bệnh mạch vành cấp, bệnh động mạch vành mạng, rồi những bệnh nhân có nhiễm trùng, viêm, rồi chuyển hóa nội tiết như là rối loạn kiềm toan, ngộ độc, cường giáp, suy giáp này kia, hoặc là các sử dụng các thuốc quá liều dạng beta, rồi verapamil, diazepam, digoxin, hoặc là các thuốc chống loạn nhịp khác như là nhóm 1, nhóm 3. Thì đây là những cái nguyên nhân mà thường làm cho bệnh nhân có rối loạn nhịp chậm. Mà chúng ta gặp nhiều nhất là sau bệnh mạch vành á, sau hội chứng động mạch vành cấp hay là nhồi máu cơ tim. Mà trong nhồi máu cơ tim mấy em lưu ý nè, là bệnh nhân bị tắc động gần của động mạch vành phải. Mấy em nhớ động gần của động mạch vành phải có nhánh mang máu tới nuôi nút xoang và nút nhĩ thất. Đối với nút nhĩ thất thì động gần của động mạch vành phải mang máu tới nuôi khoảng 90%. Cho nên nếu mà bệnh nhân bị bệnh động mạch vành, đặc biệt là bệnh động mạch vành phải tắc động gần, thì cái nguy cơ bị rối loạn nhịp chậm, lấp nhĩ thất gặp nhiều nhất. Còn những cái thuốc như là chúng ta sử dụng thuốc dạng beta hoặc là verapamil hoặc diazepam và digoxin cũng nhiều nữa. Những nguyên nhân này chúng ta gặp nhiều. Thì chúng ta điều trị nguyên nhân thường là nhồi máu cơ tim, thì chúng ta điều trị nhồi máu cơ tim. Đang sử dụng thuốc quá liều chúng ta giảm liều hoặc ngưng thuốc, vân vân. Tức là điều trị theo nguyên nhân. Rồi. Những cái thuốc mà chúng ta kích nhịp như nãy nói rồi, thí dụ như là atropine, rồi dopamine, nếu mà suy tim kèm huyết áp hạ, nhịp tim chậm thì ưu tiên xài dopamine. Còn nếu như bệnh nhân suy tim, nhịp tim chậm mà huyết áp bình thường thì chúng ta có thể sử dụng dobutamine. Tại vì dobutamine nó chỉ kích thích beta 1 giao cảm tại tim chứ nó không kích thích alpha. Cho nên mấy em lưu ý đây là khuyến cáo 2B nha, class 2B. Rồi kế tiếp chúng ta chỉ định tạo nhịp, đặt máy tạo nhịp tim class 2A.
đối với bệnh nhân có lốc nhĩ thất độ 2, độ 3 hoặc là liên quan tới các triệu chứng có ảnh hưởng tới huyết động, ví dụ như là bệnh nhân huyết áp hạ nè, nhịp tim chậm nè, thì bệnh nhân có triệu chứng, ví dụ như bệnh nhân có thể nhiều người có những cái triệu chứng thoáng qua như là chóng mặt nè, rồi chóng mặt rồi ngất ha, đó là những cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp. Rồi kế tiếp chúng ta tạo chỉ định tạo nhịp vĩnh viễn. Vĩnh viễn thì chúng ta cái máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định ở tất cả các bệnh nhân nhịp xoang, nút xoang dẫn phát ra nhưng mà có lốc nhịp thất, thì chúng ta thấy là lốc nhịp thất độ 3 hoặc lốc nhịp thất độ 2 Mobitz tiếp 2, mà có nhịp tim chậm là có triệu chứng hay không thì chúng ta cũng phải đặt máy tạo nhịp ra class 1C, khuyến cáo class 1C. Hoặc là bệnh nhân được chỉ định ở những bệnh nhân có rối loạn nhịp nhĩ, chủ yếu là rung nhĩ, hoặc là lốc nhĩ thất độ 3, hoặc là tôi thấy là khi mà chúng ta thấy có lốc nhĩ thất hoặc là rung nhĩ mà kèm lốc nhĩ thất đó, thì chúng ta chỉ định class 1C. Thì đây là những cái chỉ định và chúng ta dựa theo khuyến cáo thì chúng ta chỉ định cho bệnh nhân đặt máy. Về ngoại tâm thu thì các em chẩn đoán, các em xác định ngoại tâm thu, phân độ ngoại tâm thu theo lô từ độ 1 cho tới độ 5. Mà theo lô này thì chúng ta dựa vào Holter điện tim 24 giờ. Ví dụ như độ 1 thì chúng ta thấy ngoại tâm thu thất đơn giản không thường xuyên dưới 30 nhịp trên giờ. Còn độ 2 là ngoại tâm thu thất đơn giản thường xuyên trên 30 nhịp trên giờ. Độ 3 là ngoại tâm thu thất đa dạng. 4 thì ta phân ra 4A và 4B. 4A là ngoại tâm thu thất cặp, còn 4B là ngoại tâm thu thất chuỗi. Chuỗi tức là mấy em thấy 3 nhịp ngoại tâm thu đi liên tục, từ 3 nhịp ngoại tâm thu đi liên tục trở lên 3, 4, 5, 6 vậy đi liên tục trên lâm sàng ngoại tâm thu thất mà đi 3 nhịp liên tiếp. Một ta gọi là chuỗi ngoại tâm thu, hai gọi là nhanh thất ngắn. Lúc này chúng ta xếp phân độ theo lô là 4B. Còn độ 5 là ngoại tâm thu thất nguy hiểm nhất, là ngoại tâm thu thất có R phẩy trên T. Đây là ngoại tâm thu thất nguy hiểm nhất. Về đây là cách tiếp cận ngoại tâm thu thất hoặc chân thất đơn giản và không hiện diện của bệnh tim cấu trúc. Thì chúng ta chỉ định cho bệnh nhân đo điện tim, rồi Holter điện tim, siêu âm tim. Sau đó chúng ta đánh giá lại. Ngoài ra một số cái trường hợp mà khó thì chúng ta cần phải chụp cộng hưởng từ và chúng ta làm các cận lâm sàng khác để chúng ta xác định. Nhưng mà quan trọng nhất đối với rối loạn nhịp hiện nay thì chúng ta đo điện tim bề mặt, điện tim đứt nghỉ thì nó cũng không có chính xác. Phần lớn chúng ta đo Holter điện tim, mà Holter điện tim ngày nay đo một ngày cũng chưa đủ, ngày nay ta chỉ định là đo tới 7 ngày luôn, đo Holter điện tim 7 ngày. Một là ta đeo máy như ta cái pin tốt đó, cái pin mà năng lượng cao đó, ta xài tới 7 ngày. Hai là ngày nay ta có bán một cái máy Holter điện tim đó, em biết là ta dán vô luôn, dán vô nó khoảng bằng một lóng tay, ta dán vô ngực luôn, rồi ta sử dụng cục pin lần rồi bỏ, nhưng mà cái chi phí nó cao. Cái máy này mà dán cho một người trong vòng một tuần lễ thì cái chi phí tầm 3,5 triệu một tuần. Thì đôi khi ngày nay mình thấy không thấy cái lần dịp, ngày hôm sau mình thấy sao, cho nên là Holter 24 giờ không chưa có đủ, hoặc mắc 24 giờ nhiều lần mắc công, mà mắc Holter 7 ngày thì cái chi phí nó lại cao. Cho nên tùy theo thì chúng ta phải xác định. Chúng ta xác định ngoại âm thu. Nếu ngoại âm thu trên 10% thì chúng ta theo dõi và đánh giá chức năng tâm thu thất cái. Còn ngoại âm thu trên 20% thì thường xuyên chúng ta theo dõi đánh giá RF. Và nếu mà chúng ta xác định đây là một cái ổ ngoại âm thu thất thôi thì chúng ta có thể cắt đốt điện sinh lý, tức là có một cái vùng cơ tim nào đó tại thất chẳng hạn, thì nó phát nhịp lên chúng ta thấy trên điện tim nó giống nhau cái hình dạng hết. Còn trên điện tim thì nay chúng ta thấy hình dạng này, mai thấy hình dạng kia, thì chúng ta đốt được, ta đâu biết vị trí đâu đốt. Còn như một cái ổ cố định, chúng ta thấy hình dạng nó giống nhau hết trên ngoại âm thu, khi thăm dò điện sinh lý chúng ta thấy một ổ nó phát, thì chúng ta sẽ đốt ngay cái vị trí đó.
cắt đốt điện. Đây là khuyến cáo class 1. Đối với nhịp nhanh thất hoặc là rung thất từ đường ra thất phải hoặc là bó nhánh này, thì chúng ta thấy là chúng ta nên cắt đốt điện class 1, hoặc là chúng ta có thể sử dụng ức chế beta. Thì ngày nay trên thực hành lâm sàng, khi tiếp cận với ngoại thu thất thì đầu tiên, cái thuốc đầu tiên mà chúng ta sử dụng đó là ức chế beta. Ức chế beta là một trong những loại thuốc đầu tay. Nhưng mà đối với nhịp nhanh nhà ngoại thu thất mà kèm theo nhịp chậm thì chúng ta xài thuốc chống ức chế chống loạn nhịp, nó cũng rất là khó. Thì đây là bệnh nhân với ngoại thu thất trên 10%, hoặc là giảm nhẹ cái chức năng tâm thu thất trái, dù ef dưới 40 là gọi là giảm, còn giảm nhẹ là từ 41 tới 49%. Chúng ta xác định coi có bệnh tim thiếu máu cục bộ hay không. Nếu có thì chúng ta phải đánh giá coi có rối loạn chức năng tâm thu thất trái hay không, hoặc những bệnh tim tiềm ẩn, ít nhất chúng ta phải siêu âm tim, chúng ta đánh giá lại bệnh tim cấu trúc và chức năng. Đôi khi một số trường hợp chúng ta cần phải thăm dò điện sinh lý để xác định, hoặc là chúng ta sử dụng thuốc. Hồi nãy tôi nói thuốc điều trị, cái thuốc đầu tiên mà chúng ta sử dụng đó là ức chế beta, hoặc cái nhóm thuốc thứ hai mà chúng ta cũng thường sử dụng điều trị ngoài tâm thu đó là aminolarong, cloridrong. Nhưng mà mấy em nhớ đó là khi ức sử dụng aminolarong là thuốc chống loạn nhịp nhóm 3 thì cái tác dụng phụ thường là làm quy tê kéo dài, và quy tê kéo dài thì vô loạn nhịp thất và xoắn đỉnh. Cho nên á, thông thường hay đi lâm sàng tôi nói với mấy em rồi, một bệnh nhân mà sử dụng thuốc chống loạn nhịp thì những bệnh nhân này có nguy cơ gây rối loạn nhịp nhiều nhất. Tức là bản thân cái thuốc điều trị rối loạn nhịp là nguyên nhân gây sinh ra rối loạn nhịp nếu chúng ta điều trị không đúng. Đơn cử như là digoxin cũng vậy, digoxin là một loại thuốc là xếp vô nhóm điều trị rối loạn nhịp, nhưng digoxin lại là rất dễ phát sinh tất cả các rối loạn nhịp khác. Rồi aminodarom cũng vậy, monodarom các bạn thấy là những bệnh nhân mà có cường giáp hoặc là suy giáp chúng ta cần phải thận trọng, không được sử dụng. Đối với ngoại thu thất đây là khuyến cáo về cắt đốt này, sử dụng thuốc chặn beta này, chặn canxi. Chặn canxi là nhóm non dihydropyridine đó nha, hoặc là placanid, hoặc là aminodarom. Đây là cái cột ở dưới là khuyến cáo nè. Ví dụ như ngoại thu thất nè, thì chúng ta cắt đốt nè, có triệu chứng hoặc là chiến tranh tâm thu thất trái bình thường thì class 1, khuyến cáo class 1. Đối với ức chế beta thì class 2A. Rồi, đối với ngoại thu thất nặng trên 20% không triệu chứng chức năng tâm thu thất trái bình thường, cắt đốt là class 2B chẳng hạn. Thì đây là chúng ta theo khuyến cáo để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Về điều trị ngoại thu trên thất thì so với ngoại tâm thu thất thì ngoại tâm thu trên thất ít nguy hiểm hơn. Ngoại âm thu trên thất bao gồm ngoại âm thu nhĩ và ngoại âm thu bổ nói. Thì thông thường chúng ta kiểm soát nhịp, chúng ta điều trị bệnh nền tảng là chủ yếu. Đặc biệt là những người mà có rối loạn nhịp nhanh và kèm theo ngoại âm thu nhĩ hoặc là ngoại âm thu bổ nói, thì các em có thể sử dụng ức chế beta, ức chế canxi, nhóm non dihydropyridine, aminodarom hoặc lycanid. Rồi một số trường hợp chúng ta cần phải cắt đốt điện, nhưng mà ít chỉ định hơn ngoại thu thất. Trên thất thường ta ít đốt điện hơn, trừ khi chúng ta thấy là xuất hiện nhiều và điều trị nội khoa thất bại thôi. Về nhịp nhanh xoang nè, rồi nhịp nhanh nhĩ, rồi chúng ta phải tìm nguyên nhân, chúng ta sử dụng ức chế beta. Đối với nhịp xoang thì em mới được sử dụng ivaradin, còn những cái vị trí phát nhịp khác thì không sử dụng ivaradin. Mấy em biết nút xoang thì nó có nhiều kênh, ví dụ như kênh kali nè, kênh canxi nè, kênh F nè, thì ivaradin nó chỉ ức chế kênh F. Mà mấy em đã biết rồi, kênh F là cái kênh mà chủ yếu nó đây là cái ca hoạt động giao cảm, tức là nó kích thích, nó kiểm soát được nhịp tim. Cho nên nó ivaradin thì nó ức chế chọn lọc tại kênh F thôi, mà tại nút xoang mới có. Cho nên khi mà bệnh nhân bị nhịp nhanh xoang thì chúng ta có thể sử dụng ivaradin, còn các nhịp nhanh khác thì mấy em không được sử dụng thuốc này. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng thuốc ức chế kênh canxi nhóm non dihydropyridine, ví dụ như diltiazem hoặc là verapamil. Về điều trị rung nhĩ
Thì rung nhĩ được chẩn đoán lần đầu chúng ta phải định nghĩa nha, rồi rung nhĩ cơn, rung nhĩ dai dẳng, rung nhĩ kéo dài, rung nhĩ vĩnh viễn. Rung nhĩ vĩnh viễn là rung nhĩ kéo dài trong nhiều năm, thì lúc này chúng ta không có thể chuyển nhịp được nữa, mà chúng ta sẽ kiểm soát nhịp thôi, kiểm soát tần số thất thôi. Và đây là những cái định nghĩa. Ví dụ như rung nhĩ cơn, rung nhĩ cơn thì khi mình đo điện tim mình thấy rung nhĩ, hoặc là lần sau về lại nhịp xoang bình thường chẳng hạn đó, trong vòng 7 ngày. Về cái điều trị rung nhĩ và cuồng động nhĩ thì chúng ta tìm nguyên nhân, chúng ta kiểm soát tần số thất. Mới vô gặp một bệnh nhân rung nhĩ và cuồng động nhĩ, mình đừng có tư tưởng chuyển nhịp liền nha mấy em, không được chuyển nhịp về nhịp xoang liền, mà chúng ta kiểm soát tần số thất là quan trọng nhất. Rồi chúng ta sử dụng kháng đông. Nếu bệnh nhân không có bệnh lý van tim thì chúng ta tính thang điểm chặt vát và thang điểm Hsplex. Hsplex là đánh giá yếu tố nguy cơ chảy máu. Còn khi sử dụng kháng đông hoặc là aspirin thì mấy em tính thang điểm chặt vát. Thì đối với rung nhĩ hoặc là cuồng động nhĩ thì tóm lại nè, mấy em chỉ kiểm soát tần số thất là đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên. Cái thứ hai là dự phòng huyết khối bằng cách men cho kháng đông, còn chuyển nhịp để đi chuyển nhịp trừ khi mình đã tìm được nguyên nhân, mình giải quyết được nguyên nhân hết rồi. Cái thứ hai là rung nhĩ nó không phải là rung nhĩ vĩnh viễn thì chúng ta có thể chuyển nhịp, nhưng mà trên thực hành lâm sàng rất ít khi nào chúng ta chuyển nhịp. Rồi chúng ta kiểm soát triệu chứng, rồi quản lý bệnh đồng mắt. Ví dụ như có bệnh tim thiếu máu cục bộ đi kèm, hoặc là suy tim đi kèm, hoặc là COPD chẳng hạn, thì chúng ta phải kiểm soát bệnh đồng mắt, và chúng ta phải vừa điều trị rung nhĩ mà chúng ta vừa điều trị bệnh đồng mắt. Về kiểm soát tần số thất thì trong cái bài rất là dài, nhưng mà phần lớn thì kiểm soát tần số thất chúng ta sử dụng ức chế beta, ức chế beta hoặc là nhóm ức chế kênh canxi, nhóm nonhydroberidin. Còn nếu bệnh nhân mà có suy tim thì ức chế beta, suy tim đặc biệt là suy tim phân suất tốc máu giảm thì ức chế beta lên hàng đầu. Những bệnh nhân mà có cắt đốt điện sinh lý, hoặc là những bệnh nhân bị COPD hoặc là hen phế quản, thì các em có thể cho kiểm soát tần số thất trong rung nhĩ bằng nhóm ức chế kênh canxi nhóm nonhydroberidin. Ví dụ như em cho diltiazem. Ngày nay diltiazem là dễ mua, viên 30 mg hoặc viên 60 mg, em cho bệnh nhân sử dụng 2 lần một ngày. Nếu nhắc lại ha, nếu mà có COPD hoặc là hen thì chúng ta có thể sử dụng ức chế kênh canxi lên hàng đầu. Ngoài ra, nếu bệnh nhân rung nhĩ mà có suy tim thì các bạn có thể kiểm soát tần số thất bằng digoxin. Lúc này digoxin vừa điều trị suy tim vừa để kiểm soát tần số thất trong rung nhĩ. Còn nếu mà suy tim giai đoạn ổn định mình mới được cho ức chế beta. Còn đang suy tim, bệnh nhân đang mệt, đang khó thở, đang suy tim cấp thì không được cho ức chế beta. Lúc này chúng ta cho digoxin. Ở bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta không được cho amiodarone để kiểm soát tần số thất, mặc dù thuốc có thể kiểm soát được, trừ khi là chúng ta xác định không có huyết khối ở tiểu nhĩ. Mà xác định không có huyết khối ở tiểu nhĩ bằng hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta cho siêu âm tim qua ngã thực quản. Cách thứ hai là chúng ta cho đối kháng vitamin K, ta sử dụng kháng đông mà INA đạt mục tiêu từ 2 cho tới 3. Tức là mấy em phải có bằng chứng bệnh nhân không có huyết khối ở tiểu nhĩ. Tại vì amiodarone là một loại thuốc kiểm soát nhịp trong rung nhĩ mà nó có khả năng chuyển từ rung nhĩ cho về nhịp xoang. Cho nên ở bệnh nhân rung nhĩ mà chúng ta chưa rõ coi ở tiểu nhĩ có huyết khối hay không thì chúng ta rất sợ chuyển nhịp. Tại vì chuyển nhịp ra, bệnh nhân đang rung nhĩ không sao, mà mấy em chuyển từ rung nhĩ mà trở về nhịp xoang thì nếu bệnh nhân có huyết khối thì huyết khối ra rất là dễ, thì bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc phổi, thuyên tắc mạch rất là cao, đặc biệt là tai biến. Rồi về cái chỉ định chuyển nhịp đối với huyết động ổn và huyết động không ổn định, tức là bệnh nhân có rối loạn huyết động mà rung nhĩ vô, mấy em sốc điện, mấy em biết rằng là sốc điện có khả năng chuyển từ rung nhĩ cho về nhịp xoang,
nhưng chuyển từ rung nhĩ trái về nhịp son, cái slide nãy tôi mới nói rất dễ có nguy cơ, nếu có huyết khối sẵn ở chậm thì nó rất dễ ra. Tuy nhiên bệnh nhân có rối loạn huyết động, em đừng có sợ đó nữa, vô rối loạn huyết động rung nhĩ đáp ứng thấp nhanh chẳng hạn là mình vô mình sốc điện liền, đừng có sợ gì nữa chứ. Nếu mà em chần chừ bệnh nhân sẽ chết. Mạch nhanh nhỏ khó bắt hoặc không bắt được, huyết áp tâm thu mà em đo dưới 90 mm thủy ngân rồi đo điện tim phải rung nhĩ đáp ứng thấp nhanh, bệnh nhân nguy kịch rồi, lúc này sốc điện liền ngay lập tức. Mà lúc này chúng ta nhớ là sốc điện, mấy em nhớ là bấm trên cái nút sốc điện có chữ SIN đó, SINC đó, mấy em bấm vô cái nút này cho đèn sáng lên, tức là sốc điện đồng bộ mới được. Rồi nếu mà huyết động ổn định thì chúng ta kiểm tra, chúng ta cho sử dụng thuốc kháng đông hoặc là chúng ta siêu âm tim qua ngã thực quản rồi chúng ta mới chuyển nhịp, chứ không phải là chuyển về nhịp xoan là tốt nha, trừ khi có cái rối loạn huyết động nặng quá chúng ta chuyển liệt, còn không thôi. Về cái chỉ định kháng đông đừng uống thì nếu bệnh nhân mà không có bệnh lý van tim thì chúng ta tính trang điểm chặt vát. Nếu mà chặt vát lớn bằng 2 thì chúng ta cho sử dụng kháng đông đối kháng vitamin K hoặc là NOAC, tức là những kháng đông thế hệ mới. Nếu mà mấy em cho thuốc đối kháng vitamin K thì mấy em phải cần đạt liều INE từ 2-3. Còn nếu mà mấy em cho cái thuốc kháng đông thế hệ mới như Abisaban đó chẳng hạn, những cái thuốc mà kháng đông thế hệ mới thì chúng ta không cần xét nghiệm INR. Tuy nhiên cái giá thành của những kháng đông thế hệ mới NOAC hoặc là DOAC thì rất là cao. Một vài trường hợp, thí dụ như bệnh nhân có van tim cơ học thì chúng ta không được sử dụng kháng đông thế hệ mới. Chúng ta thay van tim cơ học thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân cái đối kháng vitamin K, đôi khi INE mấy em đưa lên 3.5, từ 2.5 tới 3.5. Còn bệnh nhân bị hẹp van hai lá mà thay van sinh học thì mấy em sử dụng đối kháng vitamin K khoảng 3 tới 6 tháng thôi rồi mấy em ngừng. Chứ van cơ học là phải cho bệnh nhân suốt đời, cho liên tục và giữ INE lên hơi cao hơn chút. Về cắt đốt cũng vậy. Mấy em còn nghe không? Bạn nào nghe cái bấm gì nghe cái tim cái gì? Rồi những cái thuốc khác khuyến cáo như là verapamil, diazem. Đó là những cái loại thuốc mà nãy tôi nói ức chế kênh canxi, chế beta kia nhân dân. Về điều trị rối loạn nhịp nhanh thì nhịp nhanh thất, thí dụ nhịp nhanh phức bộ hẹp và nhịp nhanh phức bộ rộng như tôi nói rồi, có rối loạn huyết động hay không thì chúng ta, nếu mà không có loạn huyết động, em nhớ câu rất dễ, cả trên thất cả tại thất, nếu mà trên điện còn cái bộ thì chúng ta chọn đồng bộ. Còn nếu mà chọn không đồng bộ thì chúng ta sốc mù, đó khi bệnh vô ngưng tim, đem vô bệnh viện ngưng tim cái rồi chúng ta chưa kịp đo tim nữa, chúng ta sốc liền, rồi gọi là sốc mù, đánh liền. Đối với ngoại em thu về nhịp nhanh thất đơn giản cũng vậy, chúng ta đánh giá huyết động. Rồi chúng ta xác định những cái thuốc mà tác động ở tầng thất như rocainamid nè, class 2A này, chúng ta tiêm tĩnh mạch nè, aminodarone tức là cọt darone, cái ống cọt darone amino, viên thuốc là 200 mg nhưng cái ống tiêm nó có 150 mg nha mấy em. Còn cái sotalon ngày nay mấy em ít gặp hơn, chủ yếu gặp aminodarone. Sotalon thì ngoài thị trường cũng có nhưng mà số bệnh viện thì không có trúng hàng này thì thường ít. Ngoài ra chúng ta còn cắt cơn khác bằng cách chuyển nhiệt. Rồi nhân dân thì đây là những điều về rung thất thì chúng ta theo dõi bằng monitor hoặc là chúng ta thấy trên điện tim thì rung thất là một cái loạn nhịp rất nguy hiểm và bệnh nhân sẽ tử vong. Nếu mà rung thất sóng nhỏ thì chúng ta không có sốc điện được, sốc điện sẽ không hiệu quả, không thành công. Thường thì rung thất sóng lớn hoặc là nhanh thất vô mạch thì ta sốc thì liều từ cái mức năng lượng từ 120 tới 200 joule, máy sốc điện phải 2 pha hoặc là 360 joule như máy sốc 1 pha.
đôi khi chúng ta lấy những cái máy mà trên xe cứu thương ta sốc không đúng, máy một pha ta sốc không đúng, đốt mất năng lượng. Ở dưới mà chúng ta đánh giá lại khi chúng ta xác định rối loạn nhịp, ta sẽ dùng thuốc. Ví dụ như chúng ta thấy là nhịp nhanh giảm này, trong ta nhân dân cái loạn nhịp chịu từ phục bộ rộng, phục bộ hẹp đều hay không đều. Nếu đều thì do một ổ phát nhịp, nếu nếu phục bộ hẹp mà đều thường là nhịp nhanh phát trên thấp.